Xin chào cả nhà, bây giờ Hasco đang đứng ở một cái chỗ cho thuê tàu thuyền của một cái hòn đảo gọi là Port Arrasat. Đó, Hasco đang có một cái kỳ vacation ở đây. Thì ngày hôm nay, đó, đi một vòng thì phát hiện ra cái chỗ này nó có một cái chỗ cho thuê tàu thuyền rất là đẹp. Và chung quanh đây thì nhà cửa cũng nhìn rất là lý tưởng. Thế thì Hasco sẽ quay một vòng cho quý vị xem. Quý vị đi du lịch qua màn ảnh nhỏ cùng với Hasco nhé. Cảm ơn quý vị đã xem video, chúc cho quý vị có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nào bây giờ cùng với Hasco khám phá một hòn đảo cách Austin khoảng 3 giờ đồng hồ, đó là Port Arrasat. Let's go! Cả nhà thấy không, một khung cảnh yên bình vô cùng. Wow! Ở phía xa kia, những cái căn condo phía xa kia nó còn có một cái cầu dẫn ra biển nữa. Đẹp quá. Cả nhà thấy rất là yên bình đúng không? Cái này là một cái giống như là một cái eo biển á, rồi họ đi ra phía kia là họ ra biển kìa. Đó, nhìn đẹp quá. Biển một bên và em một bên. Và nhà cửa xung quanh đây cũng rất là lý tưởng luôn nhé. Và bây giờ Hasco sẽ giới thiệu cả nhà xung quanh ở đây như thế nào nhé. Đó, phía trước mặt Hasco cũng vẫn cái con đường, cái căn nhà lúc nãy. Thì đi tới một chút thì có một căn nhà gỗ này cũng rất là đẹp. Cả nhà thấy không? Hai mặt tiền. Nhà sát biển mà rất là đắt. Và đây, đây, phía đối diện cái căn nhà này có một cái miếng đất rộng, rộng mà đây giá là hơn 1 triệu đô la. Đó cả nhà thấy không? Ship Channel View. Cả nhà thấy không? Ở đất đất gần biển nó rất là mắc. Đó, cho nên là ai có nhu cầu mua để xây dựng những căn nhà sát biển thì có thể liên hệ qua số điện thoại này nhé. Đó, phía xa kia những cái căn nhà lớn mà ở đây họ có cái sở thích là họ làm những cái gỗ phía ngoài á, expensive hơn. Những cái gỗ đó họ làm cũng mắc tiền lắm, cũng phải mười mấy ngàn đô đó nha cả nhà. Khu vực này nhà rất là đẹp. Đó, rộng rãi. Những cái màu của biển. Đó, trở lại căn nhà này. Đó, cái màu của nó rất là cổ điển. Còn đây là một góc nhìn khác nha cả nhà. Đó, đi một vòng thì tới đây thấy những cái nhà nó nằm sát ngay cái eo biển. Rồi phía xa kia thì có rất là nhiều cái cầu thang gỗ. Và trên cái cầu thang gỗ đó thì có rất là nhiều những con chim nó đậu ở đó. Đó, để zoom lại gần cho cả nhà xem những cái chú chim nhé. Đó, cả nhà thấy không? Những chú chim lớn có, bé có, to có. Beautiful day. Ở đây cũng có một cái trường đại học nhé, mặc dù là nhỏ thôi, mặc dù trường nhỏ thôi nhưng mà cũng có trường đại học ở đây nha cả nhà. Dạ. Beautiful. Biển thì đương nhiên là hải sản ăn sẽ rất là tươi ngon. Đó, đây là Seafood Market. Nếu mà chúng ta muốn mua hải sản thì chúng ta vào đây chúng ta mua nhé. Rồi ở đây họ hay ăn taco fish. Hoặc là chúng ta làm cá nướng. Hoặc là nói chung là hải sản là number one. Chị em phụ nữ nào cũng thích hải sản. Và ở gần cái khu vực lúc nãy mà Hasco vừa giới thiệu nhà cửa cho quý vị xem ấy, đi một chút nữa là đến một cái chỗ gọi là cho thuê. Đó, cho thuê gì? Cho thuê tàu thuyền ở đây. Và rất là đẹp luôn, cho nên hãng nào cái giá nhà đó nó mắc. Thứ hai nữa là nhà cửa nhìn rất là khang trang và đẹp. Và bây giờ Hasco sẽ quay một vòng cho quý vị xem là cái khung cảnh xung quanh này như thế nào nhé. Let's go! Wow!
đây là một cái chỗ để chúng ta có thể thuê tàu này để mà đi ngắm dolphin này. Còn kế bên đây là một cái nhà hàng cũng mới mở, nhà hàng hải sản seafood. Nhìn bên ngoài cũng rất là đẹp nha. Thành cô quay phía ngoài cho cả nhà xem lớn lắm. Thì đó, buổi sáng ngày hôm nay Hasuko cùng với anh xã đạp xe đạp đi một vòng một cái thành phố này, Port Crescent. Nó là một cái hòn đảo nhỏ thôi. Vì nó là hòn đảo nhỏ cho nên là cái downtown của nó thì cũng đi một vòng là hết, là đi xe đạp một vài vòng là hết chả. Tàu hay là gì đó. Một buổi sáng rất là yên bình. Cả nhà thấy đây là một cái tàu câu cá này đẹp không? Trời ơi, đẳng cấp luôn. Những con tàu này cũng mắc tiền lắm nha cả nhà. Nhưng mà những con tàu này chúng ta có thể thuê để chúng ta đi chơi cùng với gia đình. Hai tôi cũng không có ý định thuê cho nên cũng không có hỏi giá nữa. Ồ, phía xa kia có vẻ như là apartment. Rồi, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Giới thiệu đến với cả nhà, đây là một cái nhà ở thành phố biển Port Crescent. Thực ra nó là một cái hòn đảo đi, đảo Port Crescent. Thì đó, cả nhà thấy không, cái căn nhà này họ làm rất là đẹp nhá. Cái cầu thang gỗ này á, tính ra nguyên liệu gỗ họ làm á, cũng phải cả 15.000 đô đó quý vị. Đó, thấy không, đi từ ở dưới đi lên, cầu thang đi lên xong ra ngồi ở trên nóc này để mà tận hưởng, để mà ngắm biển, để mà đón khí trời. Đó, căn nhà với một cái màu rất là đặc trưng của biển. Rồi dưới nhà thì cả nhà có thấy có một cái tàu nữa đúng không? Có một cái tàu nữa. Đó, khung cảnh xung quanh đây. Cái căn nhà đặc trưng của biển nó sẽ có những cái màu sắc rất là tuyệt vời như thế này. Ở khu vực này có vẻ là cũng rất là tuyệt vời nha, cũng sát biển luôn mà. Cái khu vực ở bên kia có những cái căn condo họ đang xây dựng cũng rất là cao cấp. Chứ khu vực này thì đất đai khu vực này có vẻ rất là lý tưởng đấy. Cả nhà cứ thấy phía sau có dặn rừa không? Nó là một cái condo họ mới xây dựng rất là đẹp. Và nó kế bên luôn cái nhà hàng lúc nãy Hasuko vừa quay với cả nhà xem ấy. Phía đầu kia nó còn một cái nhà nữa rất là đẹp. Chút xíu nữa Hasuko vòng trở lại đó quay cho cả nhà xem. Còn phía xa kia thì chắc là cũng condo đang xây dựng. Ở đây nó xây dựng condo rất là nhiều, tại vì hotel á, là không có kitchen, tức là không có nấu ăn được. Mà ở đây thì đi ra ngoài ăn thì cũng thỉnh thoảng thôi, nếu mà đi du lịch mà ở đây mà có bếp để nấu thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Cho nên là người ta lựa chọn ở condo rất là nhiều thay vì người ta lựa chọn hotel.